Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại Shop Audio Thiên Hà chúng tôi kết hợp cùng với cặp Focal Name của Audio Hoàng Hải. Và hôm nay thì có CEO giám đốc toàn cầu của hãng Focal Name sang tại Thiên Hà giao lưu và trải nghiệm. Và qua đây thì tôi cũng sẽ hỏi CEO xem một số các định hướng phát triển và cái phong cách làm việc, và tựu chung lại là cái chất lượng của Focal Name nó đánh giá như thế nào ở trong giới high-end. Và bây giờ chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Vâng, xin chào. Ông sao đây có khỏe không ạ? Good. I'm happy when I'm in Vietnam. Yeah. When I meet with my my distributor and our partners, it's a great opportunity. So if you don't mind, let me introduce myself. So I'm Cédric Boutonnet. I'm the CEO of Verven Group, who owns both Focal and Name, so a beautiful British brand and a French brand. And we are responsible for delivering the best emotions through sound for generation to generation. And it's a big responsibility. So thank God we have many things in the pipe, in development, and this is what we're going to talk about. Ông rất vui mừng khi mà đến đây hôm nay sau khi buổi ông chào ông tham quan qua nhà phân phối. Và tên ông giới thiệu qua tên của mình, tên là Cédric Boutonnet. Cédric Boutonnet là CEO của công ty Verven Group. Verven Group là tổng công ty đấy, là thuộc sở đâu có sở hữu cả công ty Focal lẫn cả Name. The performing as he say, but he's just trying to saying that how about your feeling about the audio Vietnam in the market, how they feel, how they depend on the listening, how they depend on audio. Music remains something very special, because the way music is built in Western countries, in Asia, is very different. Very, very different. For instance, when we speak with the American, they like the bass. Sometimes over-bassed, you know? No control on the bass, a lot of distortion. While we're very picky on the bass. At Focal, we are very picky on the voice. High medium and also high frequencies are the key. But when you look at this baby, and you know it, this is what makes the difference, because the control on the bass frequencies is something unique. So what we try to do is to make sure that we cover the largest scope of music with our setup. So it's always some improvement going on, even on statement, because there are some fine tuning always on the product, and we try to make it always the best. But of course, you're dealing and yourself, you're an audiophile. You know exactly what you want, what you expect. It's also a matter of taste. And we do not have the universal taste. So it's also sometimes the choice of people, rather to go for this or rather to go for that. Some people like Ferraris, some people like Lamborghini, some people like Mercedes, some people like BMW. Performance-wise, it's okay, same. Then it's a matter of taste. Như ông nói thì bắt đầu tiên để biết âm nhạc thì đối với cả từng vùng miền hoặc là từng một cái đất nước nó đều đem sự khác nhau. Thứ khác nhau đây đến từ cả văn hóa lẫn cả cách người nghe và người nghe tiếp nhận. Ví dụ như ông lấy điển hình như ở nước Mỹ, thì ở Mỹ họ rất 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 thích là âm bass. Nhất là những cái con như nhất những dàn trình diễn bass có thể là vượt quá những âm sâu hoặc là không thể kiểm soát ở trong phòng, thì họ thấy là đấy là chân lý của họ. Nhưng mà có thể xem xét ở đây là như Focal thì lại họ thường tập trung vào những cái giải mid cho dành cho voice, và đôi lúc là giải cao hơn một chút để mà có thể hai phần có thể thể hiện hết cái khả năng của một người ca sĩ diva. Nhưng mà không thể nói thế là Focal có thể thiếu bass được. Có thể thấy ở đây như cái dòng cái củ bass ở dưới. Đây một trong những củ bass lớn nhất thế giới. Đúng không ạ? Thì nó để mà làm ra được điều đó thì tất cả các kỹ sư của Focal đã phải tinh chỉnh và phải nghiên cứu liên tục. Và sau khi nghiên cứu đã hoàn thành thì không có nghĩa là họ kết thúc công việc. Thì các mỗi đời tiếp theo thì họ phải có một cái setup và một cái
tinh chỉnh, nó càng ngày càng hoàn thiện hơn. Thì điều đó cũng được áp dụng cho cả thế hệ của dòng NEM Audio. Nên có thể thấy được kể cả cái dòng sản phẩm mới và dòng sản phẩm cũ đều luôn luôn có một sự gì đó khác biệt rất chi ở trong cách trình diễn với cả trong cách truyền tải âm thanh, nó đều có sự khác biệt. À, như dòng Focal thì thật ra đây là một dòng loa có bề dày truyền thống, nhưng mà cái tính tươi trẻ trong dòng loa Focal này thì tôi biết, tôi thấy nó rất là hay ở cái giải âm trung, tức là cái giải vocal từ 1 key đến 4 key thì luôn luôn nó là thế mạnh của dòng vocal này. Và cái giải âm cao thì nó hoàn toàn tính tự nhiên với những người ta thích nghe nhạc mà không cần quá super chép. À, nhưng mà ngược lại thì thấy là dòng vocal này đúng như mọi người vẫn còn hơi lăn tăn thắc mắc chăn trở một chút, nhưng mà ngược lại thì Focal đã đi vượt trước cả công nghệ, đó chính là cái sắp điện. Mà khi đưa cái sắp điện này vào mà đánh đúng với không gian và cái điều kiện tốt nhất thì thời đấy đấy là một cái thế mạnh của dòng Focal. Nhưng mà cái ngược lại thì tôi chỉ nói đây là không biết mạn phép nói thế thì có đúng hay không, tức là chẳng hạn như có một số người người ta đến chơi những dòng Focal nhỏ thì người ta cứ thắc mắc tại sao phòng Focal lại có những lỗ thoát hơi nhiều đằng trước với thế, vì người Việt Nam mình đôi khi nghe và nhìn, tức là nhìn thì người ta sẽ thấy nhiều lỗ thoát hơi đằng trước thì người ta cứ cảm thấy là nó không được hoàn mỹ lắm. Nếu mà Focal mà có thể cải tiến được lỗ thoát hơi đằng trước của những dòng series 9 hoặc series 8 hoặc dòng Chulut thì để cho nó đẹp hơn, hoàn hảo hơn thì cái gì nó có gọi là hoàn hảo hơn không? And he said, as you say, that's it perfectly well known for every vocal lover in the world, for especially with a mid-range speaker and a high frequencies. Yeah, with the other speakers, they may need like a super tweet or many tweeter to get that. But with the vocal, they only need a better volume to get the nature sound. And for moreover, they get the you get with the sub double over there. Yeah, it's a far from the future for it's like innovation for the whole audio because you can get it to support the bass sound for the Grand Utopia, and for the Utopia series it's very very well designed. But however, he says that with the series Aria and Choras and the other, they Encanta, they have a bad hole downset. And a lot of and as he say that a lot of focal lovers, they say that why you can design that bass hole a lot. Is it? What do you mean? The bass hole on the speaker. You see the bass hole that yes. The hole, yeah. Why you can design it? Is it because according from the customer, it doesn't make it like design. It's not good. Blah, 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 okay, so architecture of the product is a real challenge, and I won't talk about our competitors, but we are very picky on the construction. Very, very picky on the construction. For instance, this speaker does exist on the market for over 20 years. It's the third evolution. The way we build inside the speaker is really, really difficult. If you have the chance to visit our cabinet factory in French Burgundy, because they are made in France, you will understand how difficult it is to build a speaker. When we make the decision to build a speaker, first priority is not the design, is not the look and feel. First priority is to make sure that sound performance, sound quality will be the best possible. So of course, we made the decision sometime to have the event in front, but there's always technical reason. Because when you dig into the architecture of the product, then you will understand why. Because inside, it's very complex. Very, very much complex. So, again, we do not make compromise on the sound quality. That's why we try to come up with the best sound possible on each level, on each range of product. Of course, here you have, which is the ultimate. But even though, when we go back, we talked about Cora, for instance, now we're talking about Teva, we're talking about Aria and all this product. What we try to do is to provide with the best quality possible for every single price level for each categories. Our aim, talking about Focal and NEM, is also to come up in the future with the best package of solution by offering to the customer the best speaker and the best electronic matching together in order to get the full set of solutions. Và như ông nói thì có thể đi chi tiết hơn thì như cái chuyện
nói về cái thiết kế của cái loa thì cái này thì phải nói đến những cái người mà gọi là kỹ sư âm thanh thì họ rất chi là nghiên cứu và rất chi là chi tiết về những cái sự sắp xếp và sự làm thành một con loa ở trong này. Để mà nói rằng là quá trình tạo ra con loa thì cái tiêu chuẩn đầu tiên đặt lên luôn luôn là âm thanh là hàng đầu. Sau đó mới được đến là hình thức. Và cái quy trình đó luôn luôn được tồn tại trong Focal rồi. Không phải lúc nào hình thức cũng là ấy. Trong cái quá trình họ tạo âm thanh, họ luôn luôn phải là làm sao đảm bảo là chất lượng âm thanh và chất lượng trình diễn luôn luôn là phải tuyệt đối, phải hoàn chỉnh đúng theo mong muốn của hãng yêu cầu ra. Và cũng có thể thấy như thế là để mà đạt được điều đó thì họ tốn rất chi là nhiều công sức và tài tiền lực để mà đầu tư vào. Và có thể thấy được rất nhiều các video của nhà máy Focal ở tại Pháp có thể sản xuất con loa, họ tốn rất nhiều thời gian. Sau đó sau khi họ sản xuất xong họ còn phải test trong một how many days or time you spend for the testing your product before you release. I'm going to be fully transparent, far too much. That's, for me, annoying. When it comes to a pair of speakers, generally speaking, it's over 36 to 40 months, which is far too much. When we talk about name, new classic series, there was a big drift on the development. You know it because you've been waiting for it. So it's been a 5 years development, which is, in my opinion, far too much, because in the meantime, Elon Musk is sending things on over the moon while we're still developing audio product. So sometime my engineers are keen to provide over quality. And how long will it take for every subject of your product is testing before it's selling, sending to the distribution? Generally speaking, we have a process which takes a few months. The product developer tests the product themselves. I'm talking about the engineers. Then we have the true tester. I'm one of the true testers. For instance, at this moment in time, in my house, I have product that's going to be released on the market because I need to play the product to understand what needs to be improved. So it's a long process where we involve all the people, because some of the people are very just picky on the sound performance, but not on the customer experience. So that's why we involve in the testing process all the people who are part of the product development. That's why it takes a few months to test the product after we made the first test of production. Có thể nói là quá trình mà thử để mà sản xuất cho bất kỳ một con loa nào trước khi mà nó được xuất xưởng ra là mất đến tận một vài tháng. Mà trong cái quá trình này thì là cần rất nhiều người để mà đến trải nghiệm để mà xem là nó có ra đúng âm thanh của hãng yêu cầu hay không. Ngoài cái vấn đề ra, không thể hãng còn yêu cầu thêm một vấn đề nữa trong cái quá trình trải nghiệm đó và thử cái sản phẩm đó, thì không thể là một người duy nhất được, luôn luôn là cũng có phải nhiều người khác tham gia cùng để mà xem cái trải nghiệm của mỗi người khác nhau như thế nào, và đến cuối cùng đúc kết ra là trải nghiệm của khách hàng nó tổng thể là ra sao mới gọi là cái quan họ quan trọng đến nhất. Và ngoài ra thêm về riêng về cái mà công nghệ và phát triển thì họ tốn rất chi là nhiều công sức, có lắm công nghệ họ tốn đến tận 2, 3, 4 năm ví dụ cho dành cho Focal, và có thể là 5 năm dành cho NEM là chuyện quá bình thường. Và có thể thấy là những cái công trình với cả những nghiên cứu đấy họ tốn rất chi là nhiều tiền. Có thể thấy là dòng Grand Utopia này có thể là 12 năm, nhưng mà trong cái quá trình đấy họ luôn luôn là cố gắng là hoàn thiện từng năm một ở những cái tinh chỉnh, chứ không phải là ngừng ngay tại đó. If I may add one thing, which is very important. Our product are developed in-house and produced in-house. So our product are made in France and made in UK, which is quite rare. I can tell you, we are developing the membrane, the cones, every single thing. So we control the product from A to Z. Even the tools to make the speakers are developed by ourselves.
because we do not want copy, we do not want counterfeit. That's why it's such a long process, very demanding. People can fight on different things, but we want to control our quality. This is for us a prerequisite. That's why sometimes it takes very long to develop product, but end of the day, when we release something on the market, we're pretty sure of what we're doing. Có thể thấy như là như ông nói đây, trong cái quá trình mà sản xuất và sản xuất của hãng Foco cả nem đều là tất cả những cái phụ kiện từ chi tiết nhỏ nhất cho đến chi tiết lớn nhất, từ cái thiết kế rồi đấy đều tất cả đều tại làm tại nhà máy gọi là in house. Yeah. Từ cả củ cho đến cả thiết kế tất cả mọi thứ. Và đến tận thời điểm bây giờ ông có ông ấy rất tự hào khi nói rằng là tôi sở hữu hai thương hiệu là Made in France và Made in UK 100%. Mà trên trong giới audio gần như trên thế giới gần như là rất hiếm. Đấy là một câu hỏi rất hay và câu hỏi rất thú vị là về thế giới trong thế giới hay yeah. Thì cũng sẽ có nhiều hãng như của Mỹ này, của Đức này, của Thụy Sĩ này, của Ý này. Thì dòng Foco này là cũng một là một cái cơ sở sản xuất có thể là tự nghiên cứu phát triển sản phẩm và đưa dòng sản phẩm đấy vào. Thì qua đánh giá của châu Á, nhất là Việt Nam mình, khối Đông Nam Á và châu Á, thì dòng Foco này đã đứng ở vị trí nào và được bao nhiêu người tiêu dùng mà yêu thích và yêu mến đó, thì ông thử định vị xem là cái giá trị sản phẩm của Foco này ở Việt Nam như thế nào để cho mọi người cùng biết đến cái thương hiệu Foco là đến từ Pháp. He said that, so from the beginning with the Foco, how you like located the position of the Foco in our Vietnamese market, because you know that many the other brand have been making by themselves but not like Foco does. Yeah, right, I know. For example, like Wilson from American or something else, but with the Foco, they make everything by themselves. So how do you like location the Foco in the Vietnamese market? So for me, there is no compromise on that. Yeah. Made in France, made and crafted in UK is a prerequisite. When it comes to high-end product, high-end quality, we want to control everything. I'm just ask you a question. Do you have an idea of, I'm just talking about Focal, I'm not talking about name. Do you know what is the size of the R&D at Focal? The size of the premises, the building? Do you have an idea? Ông muốn hỏi là anh có thể đoán ra là cái diện tích của cả một cái công xưởng, cái nhà máy của Focal sản xuất là bao nhiêu không? Cái đó thì cũng thực sự là khó, tôi chỉ biết đó là một công xưởng rất lớn và có thể nghiên cứu từ phát triển sản phẩm. Và một cái quan trọng nữa là tôi thích cái dòng Foco này, đó chính là một cái âm sắc thật là phong cách của người Pháp. Vì người Pháp thì luôn luôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Và còn cái đó thì tôi sẽ cũng không dám nói là vì sao, vì tôi chưa được tham quan và tôi cũng không biết được giá trị của cái diện tích đó là bao nhiêu, nhưng tôi chỉ biết đó là một thương hiệu lớn của Pháp. Say that he cannot guess how big it is, but he's very inspired by the Foco's sound and quality, even it's cast down in its heart by the public. You have to visit me. Yeah, you have to visit me. Now I'm going to tell you. Only R&D building is 2,500 square meter. 2,500 square meter. Riêng cái cơ sở chỉ dành cho nghiên cứu và phát triển là rộng 2,500 mét. Cái quy mô rất lớn đúng không? Đúng ạ. And then at name, you have another space for the R&D. R&D is key to me. It's key because you rightly spoke about this, which was a great innovation. Like Utopia was a great innovation on the market. When Focal, Jacques Mahul, released this product on the market, it was a revolution, not an evolution, a revolution. Nowadays, what I try to do at my little level, I'm not Jacques Mahul, I cannot compare, I'm very little. Nevertheless, what we try to do is to capitalize and to celebrate our legacy. What we try to do is to come up with new generation of product that we can be proud as we've been proud of this product. So I make sure that my team are developing the best product that fit the market requirement for tomorrow. Như có thể thấy ở đây là riêng về cái diện tích của phòng nghiên cứu, sở nghiên cứu của Foco với cả Nem nó rất là lớn. Và đối với Foco và Nem đó chính là cái tâm mạch, có nghĩa là cái sự cội nguồn của Nem là nằm, Nem của Foco là nằm tại đó. Và có thể thấy như dòng sản phẩm Utopia và dòng Nem khi mà ra mắt thị trường, nó là một cuộc cách mạng.
Và đối với cả những cái người làm cái cuộc cách mạng đấy gần như là rất ít và còn lại xuất hiện trên thế giới thì gần như là siêu khó. Vậy trọng trách của ông ý là trương vị CEO mới, CEO bây giờ của tại Focal, ngoài việc tiếp tục phát triển và tiếp tục phát huy về cái truyền thống đó, thì ông ý còn phải tìm tòi và tự nâng cấp bản thân của những cái dòng sản phẩm đó để theo đuổi kịp được, còn phát triển được hơn thế nữa, chứ không phải là với mức độ là chỉ có sử dụng mỗi cái sản phẩm này thôi và chấp nhận với điều đó và hạnh phúc đều được không? Vâng. Không bao giờ là có một sự có ngừng nghỉ ở đây. Vâng, hôm nay thì một buổi nói chuyện đây rất là thú vị và hay. Khi giới thiệu tới các quý vị tới bữa buổi hôm nay là khi nói chuyện về Focal by Name. Đây là hai sản phẩm rất lớn đến từ Pháp và Anh Quốc. Và khi chúng ta cảm nhận như thế nào về hai màu sắc âm thanh này? Global, that means I want to answer more specific the future on the right direction of future of Focal maybe. As you say, they want to know. Because it's next year or this year, you can have any like coming product or something? Yeah. So what is important, I talked about the product we're developing for the future. Our aim is to set new standard for the market. There is a strong evolution nowadays, not coming from our industry, I mean not coming from MiFi, but coming from consumer electronic. They are pushing us. They are pushing us on wireless speaker. They are pushing us on immersive sound. They are setting new standard. Nevertheless, we know that we have the best hardware, the best technology. Those consumer electronic brands cannot afford to deliver this quality. First, because they don't have the distribution network. They don't have people like you who can explain why the product are so expensive. There is a reason to it. It's not blah blah, it's not marketing. There is a reality. The component, the knowledge, the development, and so on. So we're going to develop new product to match the market requirement, to make our product compatible with the evolution of the market. Nevertheless, we do not plan to downgrade our quality. Never. What is very important is that hi-fi and high-end hi-fi must remain high-end hi-fi. Two-channel or immersive sound, but it must remain high-end quality. Then, of course, we have hi-fi, and we have also high-end quality sound, non-stereo, which could be the future. We won't compete with consumer electronic brand on the price because they are bigger than us, much more bigger than us. They have the economies of scale that we don't have, but we have something that they cannot afford to have. Our partners, their knowledge, our customer base, our reputation, and again, what we want to do is to make sure that we still continue, we carry on producing our product in France and in the UK. So for the future, positioning of our product will remain where we stand at the moment. So we'll have very top high-end product and we'll have more affordable product like the QB, like the Muso at Name, like the Batis at Focal, but we won't compete, that is for sure, with consumer electronic brands. Vậy chú Long. Ok, như ông ấy nói thì có thể tâm điểm của thế giới đang phát triển, đang xoay quanh rất nhiều mọi thứ và có thể thấy rằng đây là cái sự thay đổi đối với cả audiophile, cộng đồng nói chung và người chơi nói riêng, thì có thể thấy được rằng là cái sự thay đổi này không đến từ ở trong nội bộ cộng đồng mà đến từ bên ngoài tác động. Và người bên ngoài đây là ý nói những cái người mà buôn bán sử dụng đồ âm thanh bình thường đến từ bên ngoài, họ thúc ép vào cái thị trường audio để mà phát triển như bây giờ bằng những cái phương cách là loa không dây, tai nghe không dây hoặc những cái đồ gì đó gọi là đồ tiện ích, âm thanh tiện ích, công nghệ tiện lợi cộng smart technology. Thì như thế thì bắt buộc thì những hãng khác thì có những hãng khác họ không có một cái chút gì đó gọi là phản ứng lại những cái xu hướng đó, thì họ thay vào đó họ lại tập trung vào phát triển sâu hơn về audio. Nhưng mà cũng có những cái hãng như Focal thì họ quyết tâm là họ sẽ một lúc thay đổi cả hai, nghĩa một đằng vẫn tiếp tục là truyền thống
truyền thống và một đằng tiếp tục là công nghệ để mà kéo lại những cái khách hàng mới để mà tìm hiểu xong cái cộng đồng audio tại sao lại có nhiều người lại đam mê audio như thế. Vâng, cái định hướng và cái phát triển mà theo cái xu hướng đó thì đây cũng là một cái xu hướng phát triển rất là hay của hãng Foco, tức là cái tính truyền thống thì mình vẫn giữ. Tại sao? Đó là tình yêu âm nhạc với âm thanh, với phong cách truyền thống. Còn với phần công nghệ để phục vụ cho giới trẻ, phục vụ cho giới tiện ích thì mình cũng phát triển theo song song với cả nhiều mảng đó. Đấy là một cái hướng đi theo như tôi nghĩ đấy là hoàn toàn là chính xác. Và ngoài ra thì họ không bao giờ họ muốn bị một cái, tại vì họ đã ở trên cao rồi, là được set up là high end audio rồi. Thì đột nhiên họ lại theo xu hướng quá mức thì họ lại tụt mất cái danh hiệu đấy, thì họ cũng không thể nào chấp nhận được bản thân với cả những cái người tiền nhiệm trước đã gây dựng lên, thì họ không bao giờ muốn điều đấy xảy ra. Và so điểm hình như thế, họ chỉ chấp nhận ở những cái mức là họ làm ra sự đột phá và chất lượng tốt nhất. Do ví dụ như là dòng tai nghe Batty là một trong những dòng tai nghe mà noise cancel và high end chuẩn chỉnh và wireless bây giờ xếp vào gọi là tốt, vừa đánh giá tốt trong trong âm thanh mà đều đánh giá tốt trong túi tiền mà lại rất tốt trong trải nghiệm. Ngoài ra còn có như dòng sản phẩm như kiểu QB hoặc QB và dòng Batis Focal. Yeah, Batis Focal. Yeah. And và dòng Dem Bentley Musso. Cũng rất chi là được chào đón ở nước ngoài khi mà sự tiện dụng nhưng vẫn giữ được chất âm thanh của dòng audio và của audio pha. Đó chính là những cái tiêu hướng của hãng Poco luôn muốn phát triển, là giữa hiện đại và truyền thống luôn luôn được xen kẽ với nhau. Cái này thì tôi thấy nó rất hay, là vì tại sao tôi đã từng dùng những sản phẩm của Neem rồi tôi biết đó, những đặc tính của Neem thì tính bền bỉ nó rất cao đó, nhưng mà cái muốn là cái cải cách về cái phong cách chơi, vì Neem thì luôn luôn là trừ những đôi hàng đặc biệt, còn các sản phẩm khác là đều cái size nó hơi bị nhỏ hơn một chút so với cả một cái tiêu chí. Ngược lại thì người ta lại có tính bền bỉ và cái sự vững chãi của trong dòng sản phẩm Neem, thì nó cũng là một cái tiêu chí mà nhất là những hàng công nghệ của Neem thì thấy là cái hệ thống tiện dụng nó lại còn vượt trội so với hàng khác. Thì chỉ hy vọng là những ngày tới, tháng tới, năm tới và gần đây nhất thì sẽ có những sản phẩm tốt hơn nữa của ba anh Neem, tức là giữa Foco và Neem phát triển. Xin cảm ơn ông. Yeah. Say that we are very well known with the Neem product because they're very small but very convenient, but they give a lot of power and give a lot of detail on that. But moreover, he believes that in the future, Neem and Foco can bring more and more the crossover, and maybe some products they can combine together. It's much more like potential. You know what? Wait a few months, talk to my friend Fong, to our distributor, and you will see your dream come true. Ông bảo là hãy đợi một vài tháng nữa và nói chuyện với cả nhà phân phối để mà biết thêm một cái thông tin cực kỳ để kiểu có thể đáp ứng được nhu cầu. Rồi, ok.